Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục chào em cà phê Racer giá rẻ về với quận Ô Môn, Cần Thơ. Thì chiếc xe trước mắt chúng ta là chiếc Royal Enfield Continental GT. Đây là một mẫu cà phê Racer giá rẻ của nhà Royal Enfield. Và chiếc xe này thì được nhập chính hãng và được phân phối chính hãng về Việt Nam. Hiện tại thì anh em nào quan tâm tới chiếc xe này thì cũng có thể ghé ở Nguyễn Lương Bằng, quận 7 để mà xem xe, hoặc là gọi điện thoại vào số hotline để bên mình sẽ có nhân viên tư vấn. Hôm nay mình giao chiếc mô tô 650 phân khối này về với anh chủ, và chủ xe này thì chỉ coi hình ảnh, coi qua YouTube và quyết định mua xe luôn, mua xe từ xa và bên mình vận chuyển về cho anh ấy luôn. Anh ấy không cần phải lên Sài Gòn để mà xem xe. Và hiện tại thì mẫu cà phê Racer giá rẻ này có giá mới chính hãng là 182 triệu, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Thì bên mình sẽ giao hồ sơ về cho anh em để mà đăng ký biển số đối với những anh em ở tỉnh xa. Còn những anh em ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì bên mình có dịch vụ sẽ làm biển số cho anh em luôn. Anh em không cần phải mất thời gian đi lại. Mẫu xe Continental GT 650 phân khối này thì nó có kiểu dáng cà phê racer, và mọi người mua về là chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, chứ chiếc xe này không cần phải độ chế gì thêm. Đấy, mọi người cũng có thể mua đập thùng chiếc xe này và đem về thôi. Và hiện tại thì mẫu xe này được bảo hành chính hãng 2 năm và không giới hạn km nha. Có bỏ xe vào Không giới hạn cái km luôn, nào anh đây em chưa? tha hồ đi. Hiện mẫu xe này thì nó có 3 mức giá khác nhau. Mức giá thấp nhất là 182 triệu là chiếc xe trước mắt chúng ta đây. Còn chiếc xe phiên bản Chrome đắt nhất có giá là 187 triệu. Và phiên bản hai màu thì nó có giá là 185 triệu, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Và mẫu xe này thì cũng được trang bị phanh ABS trước sau và sử dụng Hail Baery, một hãng con của Brembo. Và bên cạnh đó thì chiếc xe nó còn được thiết kế trang bị hai cây phuộc hai bên, hai cây phuộc có bình dầu trợ lực hai bên và capo đối xứng hai bên, cũng trông rất là hầm hố, rất là dữ dằn. Ngoài ra, để giữ nét cổ điển trên chiếc xe này thì hãng Royal Enfield đã thiết kế ra đầu đèn tròn, bóng halogen, đèn hậu và đèn xi nhan cũng sử dụng bóng halogen. Kiểu thiết kế thì rất là classic, giống như là những dòng xe ở thập niên 60, 70 của thế kỷ trước. Và mẫu xe này thì nó cũng được trang bị hai xi lanh 650 phân